That là một đại từ quan hệ. Chúng ta có thể dùng nó với người, đồ vật, hoặc động vật đều được hết. Ngoài ra, có thể thay thế cho từ who và which. Chị làm bài tập thử đi. Gì vậy? Không có gì. Ủa mà chị không biết hả? Chuyện gì? Mỗi lần mà chị tập trung làm bài á, cái mặt chị vậy nè. Tôi cũng không biết nữa. Chắc tại thói quen rồi. Mà bộ đáng sợ lắm hả? Đâu có đâu. Thì nhìn nó nghiêm túc á, dạng nghiêm túc vậy mà. Thôi không chọc gì nữa, làm bài đi. Nhưng mà ở trong câu này, đại từ quan hệ không dùng để bổ nghĩa cho... Đâu? Nè Viên, trong câu này á, đại từ quan hệ không dùng để thay thế cho cái gì hết. Nhưng mà nhiệm vụ của nó là để bổ nghĩa cho toàn bộ câu phía trước luôn. Thì chắc là... Sao ta? Ủa, cậu mới về hả? Ừ. À, tôi mới làm bánh chú chiên á, hai cậu ăn không? Em ăn, nhưng mà đợi em tắm cái đã. Đi tắm đi bạn. Thôi, lát về nhà tắm luôn. Thôi tắm đi, mặc đồ của tôi kìa. Thôi, được rồi mà. Mấy này bị đặt ngại nữa. Ui da, đau. Ủa? Quần lót ở đâu rồi? Hả? Quần lót mới để đây nè. Hồi nãy chị gì lên lấy đi giặt rồi. Không những chỉ cái đó mà còn mấy cái quần lót dơ khác nữa. Gì? Chị gì? Chị gì? Chị tâm ý á. Tâm ý hả? Ừ. Chết tôi rồi. Ủa sao chị giặt đồ bằng tay vậy? Bộ máy giặt hư hả? Đâu có đâu. Tại vì á, đồ lót thì phải giặt bằng tay mới sạch chứ. Nhưng mà... Hả? Những gì? Gì? Ủa, bộ cậu muốn bệnh hả? Sao mặt mày xanh lè xanh lét vậy? Dạ đâu có đâu. Em bình thường mà. Chị ơi. Nãy em thấy con Lâm Chi với con Tâm Anh uống lộn chổng á. Hả? Đúng rồi, uống lộn chổng á. Nắm tóc lum lum á. Thiệt vậy hả? Đúng rồi. Phải hai đứa đánh nhau hả? Dạ. Đâu có đâu. Đánh gì vậy trời? Không có gì. Sao rắc rối dữ vậy không biết nữa. Ủa? Kỳ vậy ta? Ủa chị? Tôi pha nước chanh xong rồi nè, cậu uống đi. Cảm ơn chị. Mà Nguyên, bộ hôm nay cậu mặc lại đồ lót cũ hả? Đâu có đâu. Kỳ vậy ta?
Hồi nãy tôi có lên lấy mấy cái quần lót đi giặt mà không biết sao tự nhiên nó mất tiêu rồi. Em không biết mấy cái đó. Lạ thiệt ha. Thôi con học bài đi nha. Thôi con đi học đây. Cậu Nguyên ơi. Dạ. Hôm nay cậu thay đồ lót chưa? Sao chị hỏi cái vấn đề này hoài vậy? Tại mấy nay tôi không thấy cái quần lót nào của cậu hết á. Mà cậu mặc xong cậu bỏ vô máy giặt luôn rồi hả? Đúng rồi, em bỏ vô máy giặt rồi đó. Em đi học nha. Cậu đang học hả? Nói chuyện chút nha. Em đang ra chơi, có gì không chị? Tôi xin lỗi nha, mà cậu có chắc là sáng nay cậu thay đồ lót rồi không? Dạ. Nhưng mà tôi tìm hoài không thấy đâu hết. Bữa trước lấy đi giặt mà không biết sao cũng biến mất luôn. Chắc nó ở đâu đó thôi, chứ mất sao được. Chị đừng để ý tới nó nữa. Tự nhiên đồ lót của cậu biến mất, sao mà không để ý cho được. Giờ em phải vào lớp rồi, có gì nói sau nha. Vậy để tôi tìm kỹ lại. Mà cậu đừng lo quá, quần lót thì ai mà thèm ăn cắp chứ. Dạ, em cảm ơn chị. À mình ơi. Ừ? Trễ rồi đó, về chưa? Thôi, chơi thêm xíu nữa đi. Không mấy mình về đi. Thôi, chơi thêm miếng nữa đi. Hình như tôi thấy bạn không muốn về nhà lắm thì phải. Có gì đâu. Đừng có giấu tôi. Có chuyện gì vậy? Không có gì hết á. Tôi nói cho bạn biết, tôi với bạn là bạn thân với nhau á. Có chuyện gì không giấu được tôi đâu. Đừng có giả vờ nữa. Nói đi, có chuyện gì? Nói đi mà. Bây giờ tôi hỏi bạn nha. Giả sử mà cô giáo dạy thêm của tôi á là chị Diễm My hả? Rồi ba giặt đồ lót của cậu á thì cậu thấy sao? Giặt đồ lót? Trời ơi, xấu hổ chết luôn á. Đó, ủa mới tưởng tượng tôi nổi chà gà luôn á. Bởi vậy nè, bạn đừng có nói là chị Diễm My giặt đồ lót cho bạn nha. Đâu còn ở đâu. Bạn vừa phải thôi chứ. Vậy? Bạn làm gì kỳ cục quá vậy? Bạn nghĩ sao mà để chị với mấy giặt đồ lót cho bạn vậy hả? Có nhiều người đó, bạn bị khùng hả? Bạn quá đáng vừa rồi chứ. Mấy cái này nó nhỏ nhỏ thôi. Mình nghĩ chơi bạn luôn. Mình có làm cái gì đâu. Gì á? Nè, quan. Nghĩ sao mà để chị với mấy giặt đồ lót cho mình chứ. Có làm gì đâu đi. Nè, quan. Dạ, tính tiền nha em. Ôm mẹ. Đi đâu giờ này mới về đó? Dạ con đi qua nhà bạn con chơi. Đi qua nhà bạn thì cũng phải biết đường về chứ. Dạ. Nè, mẹ đang chờ điểm thi học kỳ của con đó. Điệu hồn.
cậu mới về hả? À, chuyện đó tôi biết rồi. Chuyện gì? Thì chuyện mấy cái quần lót của cậu đó. Tôi nghĩ là mấy cái quần lót không biết bay, cho nên nó không thể nào tự biến mất được, đúng không? Đúng rồi. Cho nên tôi đã suy nghĩ rất là kỹ. Những cái quần lót đó chắc chắn là do bé Lam Chi đã giấu. Hả? Mà cậu có chọc tức gì bé Lam Chi không? Hồi trước á, nó cũng giấu mấy đôi vớ của chú sĩ, tôi tìm muốn khùng luôn á. Em đâu biết gì đâu. Mà cậu yên tâm nha, tôi chắc chắn sẽ tìm được những cái quần lót đó về cho cậu, đừng có lo nha. Trời ơi, chắc tôi độn thổ quá. Nó sẽ giặt quần ngay ta. Ê! Có ở đâu hết hộp? Anh đi ra ngoài cho anh đi toilet đi. Đi toilet, đi xuống dưới mà đi, ta đang bận mà. Anh giặt đồ anh phải đi xuống dưới mới đúng á. Đi xuống dưới đi đi, mệt quá. Có chuyện gì hả? Ủa? Ôi, chị đi ra ngoài cho anh đi toilet đi. Từ nhanh lên, nhanh. Im coi. Ơi chị. Hả? Em làm phụ cho. À thôi không cần đâu, tôi làm được mà. Thôi đây em phụ cho. Quá trời. Vậy cảm ơn cậu nha. Có gì đâu, bà này nhà hiều à. Ừ. Ê. Cậu có sao không? Chết rồi, chân bị làm sao hả? Chết rồi. Có sao không? Từ từ thôi. Cái thằng này thiệt tình đó. Mới là chuyện của ngoại xong mà giờ tới lời chuyện của con nữa. Con đâu có muốn đâu mẹ. Con đi đứng cái kiểu gì mà té nặng vậy hả? Dạ cô ơi. Con xin lỗi. Con bị trượt chân đó mẹ. Mắt mũi để đâu mà té như vậy hả? Lỡ chân mà mẹ, con muốn đâu. Alo tôi nghe đây. Tâm ý giúp cô đem nó lên phòng giùm nha. Dạ. Dạ sao? Ủa, vẫn chưa nhận được nữa hả? Tôi biết rồi. Sao phải đi nạn vậy? Bộ gãy chân hả? Không có đâu, em chỉ bị bong gân hả? Xin lỗi cậu nhiều nha, tại tôi mà cậu mới bị vậy. Có gì đâu mà xin lỗi, em không sao thiệt mà. Nè. Ây dạ. Ê có sao không? Chắc là nặng lắm rồi. Thôi để tôi dìu cậu lên nha. Đi, cố lên nha. Lên lầu luôn nha. Cố lên. Cẩn thận. Đi. Cảm ơn chị nhiều nha. Ê, để tôi xuống lấy nạn nha. Tự nhiên thấy có lỗi với cậu quá. Có gì đâu, mà nó không sao rồi mà. Chân cẳng gì đi phải cẩn thận chứ. Em không sao đâu. Không sao gì mà không sao. Lỡ bị nặng hơn sao? Muốn đi đâu cứ kêu tôi, nhớ chưa? Biết rồi. Đi,
Bây giờ đi đâu? À, em đi uống nước. Ừ. Cẩn thận đó. Dạ, cô mới về. Chăm cứu xong rồi hả cô? Cô đang bực bội đây nè. Chăm cứu cái gì mà làm mấy lần rồi mà không có giảm được gì hết á. Quyên. Dạ. Bộ thiệt tình là con không có bớt đau hả? Con đâu thấy bớt đau đâu. Vẫn còn đau quá trời luôn á. Chắc là chăm sai chỗ rồi. Ăn nói linh tinh. Làm gì có cái chuyện bác sĩ mà chăm sai chỗ cho con. Nè, lên lưng mẹ đi, mẹ cõng lên lầu. Thôi. Sao mà con lên được? Con lớn rồi, con tự đi được mà. Thằng lì. Có cái nạn nè. Từ từ thôi đó. Cẩn thận nha. Từ từ. Không sao rồi, em không sao. Trời ơi, không sao gì chứ. Cậu điên vậy nguy hiểm lắm đó. Mà giờ định đi đâu vậy? Em có hẹn với mấy đứa bạn. Giờ gặp tụi nó một chút. Trời ơi, cái chân vậy mà cũng đi được nữa hả? Chưa, nhà chán lắm. Không sao đâu. Chị yên tâm, em đi được mà. Được không đó nha? Được, được. Trời ơi. Cẩn thận đó nha. Em biết rồi. Dạ alo ạ. Dạ, giám đốc Tài vừa tới công ty rồi ạ. Dạ tôi biết rồi. Dạ. Sao cậu ngồi đây? Là em mới đi ra ngoài, xe cán gãy cái nạn của em rồi. Trời ơi, vậy cậu có sao không? Em không sao. Ủa mà chị ra đây làm chi vậy? Cô kêu tôi ra bo mấy cái vết giải bậy trên tường á. Em mới vừa lau rồi á. Mấy đứa nhỏ nhà này lì thiệt. Vậy hả? Thôi chị làm gì chị làm đi. Em đi á. Ui dạ. Khoan đã. Cậu đi gặp bạn ở đâu vậy? Em gặp ngã tư gần nhà nè. Vậy để tôi đưa đi cho. Đứng lên. Nhưng mà thôi. Không sao đâu. Để tôi đưa đi cho. Mà thôi kỳ lắm. Chị có việc chị làm đi. Em tự đi được mà. Thôi để tôi đưa đi cho an toàn. Kỳ lắm. Đi đi mà. Đứng lên. Nhưng mà vì sao tôi đưa đi được? Cậu phải chỉnh xác vô. Vậy sao? Nè, rồi, đi. Cậu lên nha. Cảm ơn chị nhiều nha. Không có gì đâu. Mà sao Quang chưa tới nữa? Chắc là nó tới trễ á. Vậy thôi, cậu chờ Quang nha, tôi về trước nha. Chị ăn gì chưa? Chưa. Chị ngồi xuống kêu gì ăn đi. Thôi khỏi đi, giờ tôi phải về nấu cơm rồi. Thôi tôi đi nha. Coi như là em cảm ơn chị đưa em tới đây. Chị đừng khách sáo mà. Thôi khỏi đi, không cần đâu. 5 phút thôi, ngồi 5 phút thôi. Chứ giờ em ngồi đây mình kỳ lắm luôn á. Thôi tôi về nha. Ai vậy?
Chắc nó nặng lắm rồi. Thôi để tôi dìu cậu lên nha. Đi. Đi, cố lên nha. Lên lầu luôn nha. À, cố lên, cố lên. Chị Đồng Ý. Ủa, Quang. Chào chị. Ờ, chào cậu. Ủa, chị đi đâu vậy? Ờ, tôi đi về nhà mà Nguyên đang chờ cậu đó. Ủa, chờ gì? Thì Nguyên đang chờ cậu ở quán cà phê á. Ủa, quán cà phê gì? Chị nói gì em không hiểu. Ủa, Nguyên nói là có hẹn cậu với mấy bạn ở quán cà phê mà. Quán cà phê hả? Ủa, quán cà phê nào vậy chị? Ừ, thì quán cà phê ở ngã tư nè. Ngã tư. Ờ. À, dạ thôi cảm ơn chị nha, em xin phép. Ờ. Ủa, Tâm Ý. Dạ, con có về hả cô? Nè, hồi nãy con đi đâu mà cô thấy để đồ ở đây vậy? Dạ thì hồi nãy cô dặn con ra lau mấy cái vết vải bậy á, mà con có chuyện nên đi ra ngoài chút. Giờ con về con dọn nè cô. Ủa, cô kêu con lau hồi nào? Hồi nãy cô biểu con ra lau đó mà. Cô không nhớ hả cô? Gì? Cô kêu con? Dạ đúng rồi. Hồi nào? Dạ hồi nãy. Cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày, giấc mơ làm